là một cung nữ nhỏ nhoi mà dám mơ mộng đến hoàng thượng hả? Bổn cung không muốn nhìn thấy mặt ả nữa. Giết người thì phải đền mạng. Chim khôn nên lừa cầm mà đậu, trang phi, nhị gia phi mới đích vị là quyền lực nhất trong cung này. Hoàng hậu, Ngọc Hoa là cung nữ của Trường Sanh Cung. Thái Ngọc Hoa, dừng tay! Nương nương nhân từ đổ lỗi, xin cứu mạng nô tỳ. Khởi bẩm hoàng thượng và các vị nương nương, có gì không hay rồi. Kẻ nào dám hãm hại hoàng tử của trẫm, nhất định trẫm sẽ mang kẻ đó ra lăng trì. Chẳng muốn tạ chơi.